Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, thực hiện công tác công an quý 1 năm 2021, trong đó có đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Tân Sửu năm 2021, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được bảo đảm ổn định. Tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội được kiềm giảm. Rất nhiều vụ việc vi phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường và ma túy được chủ động phát hiện nhiều hơn. Tăng cường công tác tuyên truyền. Với khí thế ra quân quyết liệt của lực lượng công an, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhiệt tình giúp đỡ, trong quý 1 năm 2021, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong đó, số vụ án xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm hơn 1% so với quý 1 năm 2020. Trong quý 1 năm 2021, cơ quan điều tra hai cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận, xác minh, xử lý 901 tin báo tố giác về tội phạm, thụ lý điều tra 709 vụ với 1.397 bị can, điều tra làm rõ 262 trên 278 vụ xâm phạm trật tự xã hội, tỷ lệ bằng 94,24%. Riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra khám phá 26 trên 26 vụ, đạt tỷ lệ 100%, triệt xóa 109 tụ điểm cờ bạc, 6 tụ điểm mại dâm, bắt 571 đối tượng, thu giữ trên 1,25 tỷ đồng. Triệt xóa 6 nhóm với 23 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen, trong đó đã khởi tố 4 vụ với 13 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bắt và vận động 30 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có 11 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Trên lĩnh vực phòng chống các vi phạm về kinh tế, quý 1 năm 2021, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động phát hiện, điều tra, xử lý 214 vụ việc với 11 tổ chức, 209 cá nhân vi phạm pháp luật về kinh tế. Qua đó đã khởi tố 14 vụ, xử lý hành chính 109 vụ việc với số tiền hơn 690 triệu đồng và chuyển các cơ quan khác xử lý 50 vụ việc. Riêng trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, toàn lực lượng đã phát hiện bắt giữ 37 vụ với 43 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ tang vật 1.064 kg pháo nổ các loại. Còn trên lĩnh vực phòng chống vi phạm về môi trường, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động phát hiện xử lý 174 vụ việc với 18 tổ chức, 159 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường. Trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính 127 vụ, 129 cá nhân tổ chức vi phạm với số tiền 589 triệu đồng và chuyển các cơ quan chức năng khác xử lý 24 vụ việc. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 81 vụ với 126 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều tang vật ma túy các loại, triệt xóa 6 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy, 11 điểm trồng trái phép 4.152 cây cần sa tươi và nhiều cần sa khô, nhiều hơn 9 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 253 trường hợp nghiện ma túy và 94 trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an toàn tỉnh đã tích cực ngày đêm tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân. Tính đến ngày 5 tháng 4 năm 2021, đã tổ chức thu nhận hoàn chỉnh được 346.018 hồ sơ căn cước công dân, xếp trong top 10 tỉnh, thành phố đạt tiến độ nhanh và hiệu quả cao của toàn quốc. Qua tổ chức kiểm tra 485 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đã phát hiện xử lý 70 trường hợp vi phạm, vận động thu hồi 120 khẩu súng tự chế các loại, một súng quân dụng, 353 viên đạn và hàng chục hung khí, công cụ hỗ trợ các loại, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 14.783 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó có 1.919 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 7 trường hợp điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy.
Với những kết quả nổi bật đó, tại hội nghị sơ kết công tác công an quý 1 năm 2021, tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận, đánh giá cao và trao thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.